Chào mừng bạn đến với kênh nhà thuốc Trường Anh, kênh cung cấp thông tin dược phẩm, thực phẩm chức năng, tư vấn sức khỏe của Trường Anh Phan. Nội dung trong video này sẽ tìm hiểu về sản phẩm ErbioFleur Drops do Greco Chemical sản xuất. Quý độc giả thân mến, để sử dụng thuốc an toàn và hiệu quả, hãy tuân thủ đúng theo chỉ định từ bác sĩ hoặc tìm hiểu hướng dẫn sử dụng an toàn từ dược sĩ. Không tự ý sử dụng thuốc hoặc sử dụng thuốc bị chống chỉ định, vì điều này có thể gây hại cho sức khỏe. Nếu như bạn quan tâm đến thông tin về ErbioFleur Drops cũng như cách sử dụng sản phẩm thì hãy theo dõi hết video mà Trường Anh chia sẻ dưới đây nhé. Sản phẩm ErbioFleur Drops có thành phần là dầu hạt hướng dương, Lactobacillus ruteri, Lactobacillus rhamnosus, Lactobacillus plantarum. ErbioFleur Drops được bào chế dưới dạng dung dịch nhỏ giọt. ErbioFleur Drops mang lại cho người dùng công dụng men vi sinh ErbioFleur, men lợi khuẩn giúp bé ăn ngon miệng, giảm rối loạn tiêu hóa, tiêu chảy, chướng bụng. Bổ sung lợi khuẩn, hỗ trợ tăng cường tiêu hóa, giúp ăn ngon, hỗ trợ hệ vi sinh đường ruột khỏe mạnh, giúp giảm các triệu chứng rối loạn tiêu hóa, tiêu chảy, chướng bụng, khó tiêu do loạn khuẩn đường ruột, uống kháng sinh dài ngày. Sản phẩm dùng cho các trường hợp trẻ em và người lớn bị rối loạn tiêu hóa gây tiêu chảy, đi ngoài phân sống, đầy hơi, chướng bụng, ăn uống khó tiêu do loạn khuẩn đường ruột, Uống kháng sinh dài ngày. Cách dùng sản phẩm có thể dùng trực tiếp hoặc pha loãng với các dung dịch lạnh hoặc ấm, không dùng cùng sữa nóng hoặc các đồ uống nóng khác. Sản phẩm chứa các thành phần tự nhiên, có thể phân lớp nhẹ hoặc khác nhau về màu sắc và mùi vị giữa các lô. Điều này không ảnh hưởng đến chất lượng và hiệu quả của sản phẩm. Lắc kỹ trước khi dùng. Liều lượng của Biophler Drops được nhà sản xuất khuyên dùng như sau: trẻ từ 0 đến 6 tháng tuổi theo chỉ định của bác sĩ. Có thể dùng tới 10 giọt trên ngày trẻ từ 6 tháng đến 36 tháng tuổi, 10 giọt trên ngày trẻ em trên 3 tuổi và người lớn, 20 giọt trên ngày. Chống chỉ định khi sử dụng ErbioFleur Drops, không sử dụng cho người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm. Một số lưu ý và thận trọng khi dùng, sản phẩm không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng, để xa tầm tay trẻ em. Hy vọng qua những chia sẻ trong video này của trường anh sẽ giúp quý bạn đọc hiểu rõ hơn về sản phẩm Erbioflor Drops, đồng thời biết cách sử dụng Erbioflor Drops sao cho đúng và hiệu quả. Nếu có thắc mắc khác, hãy liên hệ tới bác sĩ điều trị để được tư vấn kỹ hơn nhé. Hãy là người tiêu dùng thông thái trong việc sử dụng dược phẩm để đảm bảo sức khỏe của chính bạn và người thân. Cảm ơn bạn đã theo dõi video. Nếu như bạn thấy video hay, có ích và để cập nhật thêm nhiều thông tin về các sản phẩm dược phẩm mỹ phẩm cũng như các loại thuốc hoặc thực phẩm chức năng khác vui lòng nhấn đăng ký và theo dõi kênh nhà thuốc trường anh của trường anh pham